Địch đại Nhật Ba bị chụp lén ở phim trường Công tố Tinh Anh vẫn vô cùng xinh đẹp. Những hình ảnh mới nhất của địch lệ Nhật Ba ở phim trường Công tố Tinh Anh đang nhận được nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng. Mới đây người qua đường bắt gặp địch lệ Nhật Ba ở phim trường Công tố Tinh Anh. Trong loạt ảnh được chia sẻ có thể thấy nữ diễn viên đang ngồi ăn mì ở phim trường. Theo như nhiều cư dân mạng có thể Nhật Ba vừa trải qua cảnh quay nên trông hơi mệt mỏi. Bên cạnh đó cũng có ý kiến cho rằng đây đều là những bức ảnh được chụp qua ống kính người qua đường với độ phân giải thấp nên không thể chê bai nhan sắc của cô nàng được. Bộ phim Công tố tình anh kể về câu chuyện kiểm sát viên trẻ tuổi Annie của Viện Kiểm sát Giang Thành đã được kiểm sát trưởng giao cho nhiệm vụ tham gia điều tra ban đầu về vụ án sinh viên đại học mất tích. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cô đã đoàn kết hợp tác với các đồng nghiệp, phát huy hết tác dụng các chức năng kiểm sát, tìm kiếm trình xác các manh mối, xác định bằng chứng phạm tội và xử lý thành công một loạt vụ án gây ảnh hưởng sâu đến xã hội như khiêu dâm trực tuyến, cờ bạc trực tuyến dự án công tố tinh anh được kỳ vọng là bước chuyển mình của địch địa nhật 3 trong sự nghiệp tạo hình của nhật 3 trong bộ phim khá đẹp khán giả vô cùng mong chờ sự bùng nổ của địch địa nhật 3 ở bộ phim mới này cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của pvlog cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất xin chào và hẹn gặp lại